Giường ngủ hoàng gia là một món nội thất đặc thù trong không gian cổ điển. Tại vì sao mà em nói như vậy? Tại vì á, mọi người có thể kê một chiếc giường cổ điển vào trong một cái không gian hiện đại, nhưng mà mọi người không thể kê một món nội thất hiện đại vào trong một cái không gian cổ điển. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo một mẫu giường ngủ cổ điển dành cho những phòng ngủ master cỡ lớn. Và đây chính là cái mẫu mà ngày hôm nay em sẽ quay cho mọi người xem đây ạ. Với thiết kế là chuẩn, phong cách là cổ điển thì em nghĩ là cái món sản phẩm này nó sẽ rất là phù hợp với những quý cô chú anh chị nào mà mình đam mê và mình theo đuổi là cái dòng nội thất này ha. Đó. Và như mọi người cũng biết thì nội thất cổ điển thì từ xưa đến nay là một cái loại nội thất mà chỉ người giàu mới sử dụng được. Và cái món nội thất này nó sẽ không bao giờ bị lỗi thời. Đó. Và cái chiếc giường mà ngày hôm nay á, em muốn quay cho mọi người xem thì nó sẽ có kích thước lật lòng là 2m x 2m2. Một cái kích thước rất là lớn và tương đương với lại một cái sập gỗ luôn đó nha cả nhà. Đó. Và cái mẫu sản phẩm này thì nó sẽ được làm bằng chất liệu là gỗ gõ đỏ này. Và cao cấp hơn đó chính là nó sẽ kết hợp với cái dòng chất liệu là veneer, là những cái phần hoa văn ở trên cái phần đầu giường ở đây. Đó, thì bên em sẽ kết hợp vào để tạo thêm một cái điểm nhấn cho cái phần đầu giường này. Đó. Còn nói về những cái thông số đặc biệt thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về phần đuôi giường cũng như là đầu giường ha. Thì nó sẽ có độ dày là từ 8 cho tới 10 cm. Nó rất là dày dặn và tất nhiên là nó sẽ không có nguyên tấm nha cả nhà. Ở đây thì sẽ ghép ha. Còn nếu mà cả nhà muốn làm nguyên tấm nguyên một cái đầu giường này luôn á thì vẫn được, bên em vẫn nhận đặt hàng nha. Đó. Tại vì cái mẫu đầu giường này á, thì nó rất là lớn luôn mọi người. Thì như ở đây em ở đây là 1m55 thì mọi người thấy là em chỉ có chút xíu thôi, thì cái đầu giường này nó phải tầm cỡ gần 2m lận. Đó, nó rất là lớn và những cái đường nét đục chạm á, thì cực kỳ kênh bông và sắc nét. Và cái giường này thì em nghĩ là nó sẽ không phù hợp với những quý cô chú anh chị nào mà kiểu mình thích đơn giản ha cả nhà. Cái mẫu này nó rất là cầu kỳ luôn, trong những cái đường nét hoa văn thì đã được trau chuốt rất là kỹ lưỡng. Này, đây những cái đường nét này, đây mọi người thấy không ạ? Đây, những cái phần hoa lá cũng như là được làm rất là kênh bông. Và ở đây, cái điểm nhấn đặc biệt của nó thì để làm cho cái đầu giường này trở nên nổi bật hơn. Và đây là một cái điểm nhấn mà em nghĩ là bất kỳ vị khách hàng nào khi mà nhìn vô cái sản phẩm này đều cũng rất là tò mò ha. Đó. Còn về cái phần chất liệu thì cái mẫu này nó sẽ được làm bằng chất liệu là gỗ gõ đỏ Nam Phi, thì hồi nãy em có nói rồi đó. Thì đây là một cái dòng gỗ mà nó có thể cho chúng ta là đục chạm rất là nhiều những cái họa tiết hoa văn ở trên. Đó, gỗ này thì cái thớ nó rất là cứng này, rất là chắc và cái độ bền của nó phải lên tới là mấy trăm năm hoặc là cả mấy đời luôn đó nha cả nhà. À, đây là một cái dòng mà gỗ mà bây giờ được rất là nhiều người ứng dụng trong nội thất rồi hay là nội thất mà công trình. Đó. Còn về cái veneer này thì thường là mọi người sẽ hay thấy là được sử dụng trên những cái mà nội thất ở trên siêu xe nè hay là du thuyền nè. Đó. Đây, một cái phần đầu giường mà phải nói hết sức ấn tượng. Thì đối với những vị khách hàng đã tới với Sơn Đông rồi á, thì khi mà em dẫn mọi người lên cái khu vực mà giường ngủ này á, thì mọi người sẽ rất là chú ý vào tới mẫu giường này luôn. Tại vì nhìn nó quá là hoành tráng ha. Và cái mẫu này thì ngoài kích thước lọt lòng là 2m x 2m2 thì bên em sẽ còn có thêm kích thước là 1m8 x 2m nha cả nhà. Đó. Còn nói về cái phần giường này thôi á, thì ở đây cái phần vạt của nó thì nó sẽ là dạng phẳng này, thì nó sẽ được làm rất là dày dặn. Và ở trên những cái phần mặt này thì nó sẽ có thêm là những cái lỗ này á cả nhà. Thì cả nhà biết để làm gì không ạ? À? Để mà chúng ta có thể lắp ráp, khi mà mình ráp xong đầu giường, đuôi giường, vai giường thì mình có thể để cái giác này vô đó. Thì cái này là để cho mọi người có thể để cái này xuống, và khi mà mọi người muốn kéo lên thì nó cũng rất là dễ dàng ha. Thì đây là một cái quy cách để mà mình làm giường nha. Đó. Còn về cái phần vai ở đây thì nó sẽ có độ dày là 6 cm và nó sẽ được làm nguyên tấm luôn nha cả nhà, nguyên tấm nha. Đó. Nãy giờ thì cũng nói nhiều về cái phần đầu giường, vai giường rồi, nhưng mà chưa nói về cái phần đuôi. Về cái phần đuôi này thì nó sẽ không cao quá và nó cũng không thấp quá. Thì nó sẽ được thiết kế rất là đồng bộ hóa đối với cái giường này. Về những cái đường nét hoa văn, về những cái bông, những cái nụ thì được làm, được gợi tả rất là chi tiết luôn á cả nhà. Đó. Và đây là một cái mẫu giường ngủ mà em nghĩ là nó rất là phù hợp với những cái không gian hoàng gia mà kiểu lớn luôn ha.
Đó, và hiện tại thì em có rất là nhiều những cái mẫu giường ở đây. Giường hoàng gia thì em đang có là cái mẫu màu trắng nè, và một cái mẫu nữa là gỗ gõ đỏ giác vàng. Thì nếu mà mọi người có quan tâm tới những cái video mà bên Sơn Đông em đã post thì chắc chắn là đã thấy có rất là nhiều bạn là giới thiệu cái mẫu giường này rồi ha. Và nếu mà mọi người quan tâm tới những cái sản phẩm mà em vừa giới thiệu thì mọi người hãy liên hệ vào số hotline 0908 356 119 để em có thể tư vấn cho mọi người. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Thì nãy giờ em quên nói cái mức giá của mẫu giường này cho mọi người tham khảo ha. Thì cái mẫu giường này nó sẽ có cái mức giá niêm yết là 139 triệu, một cái mức giá cũng hơi giật mình ha cả nhà đó. Và nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người hãy liên hệ với em để em tư vấn nhiều hơn cho mình ha. Bye bye mọi người nha.